Xin chào quý vị đang xem video của VN Youtuber Thưa quý vị, gần đây tổ chức Global Data đưa ra báo cáo mới nhất về thị trường quốc phòng của Việt Nam Trang tin Army Technology có bài viết tóm tắt bản báo cáo này Tin tức của Army Technology nói rằng Khi Việt Nam tăng cường các nỗ lực để hiện đại hóa quân đội Nhằm ứng phó với sự gia tăng tranh chấp lãnh thổ và sự bành trướng quân sự của Trung Quốc Báo cáo mới nhất của Global Data về thị trường quốc phòng Việt Nam đã đưa ra dự báo mức tăng trong chi tiêu quốc phòng của Việt Nam trong 5 năm tới. Phân tích toàn diện của Global Data làm nổi bật rằng ngân sách quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng 5,6% mỗi năm trong 5 năm tới để lên đến con số 10,2 tỷ đô la vào năm 2029. Mức tăng này cho thấy cam kết của Việt Nam với việc tăng cường sẵn sàng chiến đấu của quân đội và cân bằng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Năm 2020, khi Trung Quốc công bố tập trận ở gần quần đảo Hoàng Sa để nhấn mạnh yêu sách chủ quyền lãnh thổ của họ ở Biển Đông, đã gây ra căng thẳng với các láng giềng như Việt Nam. Khi Trung Quốc tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện ở Trường Sa và Hoàng Sa, chính phủ Việt Nam đã phản đối và cáo buộc Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh vào tháng 12 năm ngoái, nhưng mối quan hệ hai nước không chắc đã được cải thiện đáng kể trong ngắn hạn. Các lĩnh vực chính mà Việt Nam sẽ tập trung vào trong hoạt động hiện đại hóa quốc phòng của mình bao gồm nâng cao năng lực các hệ thống pháo binh, năng lực phòng thủ tên lửa và tăng cường kho máy bay quân sự. Với kế hoạch mua 12 chiếc Su-57 từ Nga, Việt Nam nhắm mục tiêu tăng cường khả năng chiến đấu trên không với Su-57 bên cạnh đội máy bay chiến đấu đa năng có sẵn như Su-30, Su-27, Việt Nam thể hiện cam kết hiện đại hóa lực lượng không quân. Việt Nam đã có 24 chiếc Su-30 MK2 mua trong giai đoạn từ 2003 đến 2014. Theo nguồn tin tình báo của Global Data về thị trường quốc phòng Việt Nam, Việt Nam là nước vận hành dòng máy bay chiến đấu đa năng su khôi lớn thứ ba ở châu Á sau Ấn Độ và Trung Quốc. Nhà phân tích Deb Bama của Global Data nhấn mạnh rằng Việt Nam đã nổi lên như một trong những sức mạnh quân sự phát triển nhanh nhất Đông Nam Á bên cạnh Malaysia và Indonesia. Khi hầu hết các nước Đông Nam Á tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng để làm cho bản thân mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ lãnh thổ và giữ gìn chủ quyền. Việt Nam với ngân sách quốc phòng lũy kế từ 2025 đến 2029 là 46 tỷ đô la đã thể hiện quyết tâm hiện đại hóa năng lực phòng thủ để răn đe các thế lực thù địch trong khu vực. Thưa quý vị, như vậy theo đánh giá của Global Data Xu hướng mua sắm trang bị của Việt Nam trong 5 năm tới sẽ tập trung vào 3 mảng gồm pháo binh, phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu. Nếu gọi theo tên quân chủng thì trọng điểm đầu tư trong thời gian tới sẽ chủ yếu là lục quân và phòng không không quân. Đây có lẽ cũng là bước đi tất yếu vì hải quân đã được ưu tiên đầu tư hiện đại hóa trước để ứng phó với các thách thức nổi cộng ở trên biển. Bây giờ đến lúc phải hiện đại hóa lục quân và thay thế nốt lực lượng tiêm kích đã quá cũ của không quân tuy nhiên cho tới lúc này truyền thông vẫn chưa có tin đồn nào về một hợp đồng mua sắm quân sự lớn của việt nam mặc dù vậy hiện nay có một thực tế đáng chú ý là cuộc chiến tranh ở ukraine đang hút cạn nguồn lực chiến tranh của cả phương tây lẫn nga trong bối cảnh như vậy công nghiệp của họ sản xuất để phục vụ chiến tranh còn chưa kịp nên không biết có thể xuất khẩu được không như chúng ta đã thấy là nga đã phải lấy cả xe tăng cũ ra sử dụng phải nhập khẩu đạn pháo từ triều tiên uav từ iran lượng xe tăng mà họ mất ở ukraine lên tới con số tính bằng nghìn số máy bay bị tiêu hao cũng khá lớn nhất là trong một hai tháng trở lại đây còn các nước phương tây thì chúng ta đang chứng kiến cảnh họ bòn vét từng chiếc máy bay từng cỗ xe tăng để giao cho ukraine ngay đến các phương tiện chiến tranh rẻ tiền hơn như đạn pháo mà họ cũng đang thiếu nguyên liệu sản xuất và công suất sản xuất của họ hiện tại cũng không đáp ứng đủ nhu cầu một nguồn khác mà Việt Nam đã quen mua vũ khí là Israel thì hiện nay cũng đang có chiến tranh với Hamas và nội bộ đất nước của họ đang khủng hoảng vì chương trình cải cách tư pháp nên cũng ảnh hưởng đến năng lực cung cấp sản phẩm quốc phòng. Trong thời điểm này, chỉ còn một số nhà xuất khẩu vũ khí chưa bị ảnh hưởng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc. Trong đó, năng lực sản xuất của Trung Quốc lớn nhất, vũ khí đa dạng nhất. Tuy nhiên, Việt Nam khó có khả năng lựa chọn nhập khẩu vũ khí từ đây. Lý do là gì? thì hầu hết mọi người đều hiểu cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại